Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm thêm một cái clip về làm đẹp về Steam của các bạn. Lần trước thì mình có làm rồi, nhưng mà lần này mình cũng ứng dụng cái đó, mình làm thêm một số cái nữa thôi, lên cái trang web khác và làm cái khác cho nó đẹp hơn. Thì cũng đối với một số người mà giống như mình á, thì không rảnh á, thì giống như mình là mình cũng đâu có rảnh rang gì đâu, cho nên mình cũng chỉ kiếm cái background đó cho nó vừa giá tiền của mình, rồi sau đó mình chèn cái hình ở trên mạng rồi đồ vô thôi cho nó đỡ. Chứ nhìn style level cao mà cũng để kiểu nhiều kiểu nó đơn giản quá thì cũng không có được trùng cho lắm, nói chung là cũng không được có được thích hợp lắm á. Thì có thể làm như mình nè, và ví dụ mình có cái nick phụ mình cũng đã làm thêm một tí xíu, kiểu như mình cũng ứng dụng cái đó mình làm nè đó. Thấy không, mình lên mạng mình cũng kiếm cái background mà theo trên giống trên mạng á, sau đó mình tải cái hình đó về mình để đây thôi, rất là đẹp thấy không. Nè, cái đích phụ của mình thôi, tại mẹ mình đang mấy ngoài đang làm việc nên nó để cái online, chứ mình đăng nhập cái mấy phone đích phụ ngoài. Thì các bạn có thể lên web này này nha, đây nó là Steam Profile Design, có một người đã làm sẵn cho các bạn luôn, và các bạn chỉ cần lên đây các bạn download về thôi, rất là dễ. Đây, rất là nhiều hình nền, thấy không? Nhưng mà chủ yếu là mình thấy đa số 90% trong đây là đều là của anime đủ hết rồi, thấy không? Khá nhiều chứ. Các bạn có thể lên đây rồi sau đó kiếm cho một cái như mình, cái ví dụ mình thích cái nhân vật nào đó hoặc là cái background đó nó phù hợp với bạn á, đẹp đối với bạn thì bạn làm giống như này, nó thấy cũng cute chứ. Khá nhiều ha, BWG cũng có nè, đẹp ghê không. Đâu có chưa tôm đen xì nữa, khá nhiều mà nó rồi 90% đây là anime thôi, cho nên mình cũng thế giờ mình cũng nói chung là chút nữa nếu mà mình xong clip á thì mình có thể để mình để link ở dưới, và bạn nào ấn viện chỉ cần ấn vào sau đó làm theo và được thôi. Ví dụ như mình lấy cái này đi, mình thấy cái này hợp nè đó, ví dụ mình là mình thôi, mình thấy cái này hợp thì mình kéo xuống nè, nó có để một cái trang download cho các bạn nhấn vô download. Download hiện hiện cái quảng cáo lên ghê chứ, mình sợ virus mà không có nha, không có virus đâu đó. Thì sau đó các bạn vào đây nè, các bạn kiếm cái background trên Arcane nè đó, các bạn sao chép, các bạn kiếm hoặc là kiếm trên Market nếu như bạn nào mà chưa có cái đó thôi, rồi nếu bạn nào có rồi thôi, giống mình nãy mình cũng mua sẵn rồi đây, giống như cái hình nền nè đó, các bạn bấm vô mua thôi. Ok, thì bây giờ thì mình chuyển qua công đoạn tiếp theo là mình tải xong rồi đó. Thì mình vào phần download nè, bỏ qua đây, nhảy nén ra đây đó, là một middle nè đấy, nó để sẵn cho các bạn rồi thấy không, và các bạn chỉ việc lên web thôi bạn làm. Sao nó không hiện cái, ủa cái này này ủa phải là thì làm thủ công này. Phải làm thủ công. Đây bạn lên cái ặc cuộc nè, các bạn thấy cái này, cái công đoạn này bạn phải làm trên web nha. Đây thì để cái hình vô, chọn tệp nè, chọn cái tệp này các bạn vừa mới làm xong. Đây viết đồ nè, click rồi ok. Ok kia nó làm đâu tao quên, à đây. Sau khi nhấn lên rồi bạn làm cái này, nếu như bạn nào mà chưa biết làm cái này á, thì có thể nhấn vào cái coi cái clip mà cũ của mình đó, mình có làm rồi cái kiểu mà làm dài ập quật ra như thế này á, bạn ứng dụng theo thôi. Sao ấy được,
Làm cũng dễ lắm, nếu như bạn nào mà làm quen rồi đó, làm nhanh lắm. Right top nè. Enter. Rồi, coi như xong. Rồi, giờ coi như là các bạn xong nó, giờ cái chỉ cái công đoạn tiếp theo bạn bạn vô đây bạn chỉnh lại cái edit, edit lại cái profile của bạn thôi. Bắt buộc ở đây select background nè. Đây giờ mình chọn lại cái artwork mà nãy có nè, arcane nè, thấy không? Đây tại phần này. Đấy. Ngon. Rất là dễ thấy không? Bạn làm dài đường giống mình thôi là xong. Thôi giờ bạn tận hưởng thôi thấy không? Rất là đẹp. Cái này là chỉ dành cho những bạn nào mà không rảnh thôi, rồi nếu bạn nào mà đã rảnh rồi á, bạn có thể tự làm cho chính bạn thì thành quả của các bạn mà làm ra các bạn sẽ thấy thích nó hơn. Còn cái này chỉ nhờ của người ta, mượn của người ta thôi. Người nào làm sẵn. Khá nhiều chứ. Đó thì mình chỉ vậy thôi, thì nếu như các bạn nào mà thấy có vẻ nó dễ như là cũng rảnh giống mình á thì có thể làm như sao như thế này nè, rất là dễ luôn á, chỉ mấy đường thôi à. Nhưng mà tại mình làm cho những bạn nào mà không biết thôi, bạn nào biết rồi có thể bỏ qua thôi mà. Tại mình thấy Steam của Việt Nam của mình thì không có ít ai mà chỉ mấy cái này lắm, tại đa số mình tự làm tự tận hưởng không à. Mình chỉ cho bạn làm á thì mình nhắc lại lần cuối ha, nó là để làm được như thế này thì các bạn team của bạn phải trên level 10 nha. Và nếu mà muốn chỉ cách làm dài artwork thì các bạn có thể ấn vô mấy cái video cũ của mình á, thì có cái làm dài artwork ra cho các bạn coi trên level 10 nha. Và nick có thể là phải mua đồ được rồi nha, thì bạn mới có thể lên market rồi, rồi các bạn mua cái background giống nãy á, giống cái background nào mình phải mua đó thì bạn mới mua được nó. Nếu các bạn có rồi thì không sao, cho nên nó chỉ hỗ trợ cho các bạn cái phần artwork này thôi. Ok thì clip mình cũng ngắn ngắn vậy thôi ha. Thì cảm ơn bạn đã xem clip của mình nha. Thì nhớ like cũng như subscribe nếu bạn thấy cái video này nó có ích nha. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã nha. Bye bye.